Xin chào mọi người. Hôm nay cả nhà của Vân đi tới gọt đu vẹt đông á mọi người. Đây là một cái hồ ở cái vùng của Vân, cách nhà Vân khoảng 100 km thôi à. Đi nhanh lắm, khoảng tiếng đồng hồ là tới rồi. Hôm nay cả nhà Vân ra ngoài đây chèo thuyền cho mấy đứa nhỏ nó chơi chút. Rồi đây mọi người, đây là cái hồ của nó đây nè. Chút nữa nó mình chèo sâu sâu vô trong kia thì nó rất là đẹp luôn á mọi người. Rồi bây giờ cả nhà của Vân mới vừa tới thôi, mình sẽ dựng bàn rồi ăn uống ở đây. Xong rồi giờ chút nữa mình sẽ đi chèo thuyền nha. Rồi đây mọi người, chút nữa đi vô trong kia đẹp lắm, Vân sẽ quay cho mọi người xem. Chứ cái này là ngay cái bậc kinh đó, nó cũng chưa có gì á. Bây giờ mình ăn trước xong rồi mới đi chèo. Rồi bây giờ cả nhà của Vân bày bị binh bố trận ra đây ngồi ăn đây. Xong rồi một hồi nữa mình dọn lại rồi cái mình đi bơi nha. Vân có dở heo à. Dở theo sandwich rồi bánh mì rồi rau này nọ kia đủ thứ chắc sẵn này nè mọi người. Cái này đồ chua sáng làm đem theo ăn giò bánh mì. Rồi bây giờ nhà mình sẽ chuẩn bị làm cái lấy cái này ra rồi chuẩn bị đi chèo ăn. Xong rồi mọi người bây giờ đi chèo nha. Rồi. Cái hồ nó về đây mọi người. Nó tới đâu con? Nó tới đâu? Có cái pedal này không em? No. Chưa, tao có pedal nhiều, có pedal nhiều. Giờ có quá trời. Ra là ai cũng mua hết. Bởi vậy mấy tụi tàu nó mới ra cái loại mà xong soi không bằng lái. Rồi mà chị ra với mẹ đi gọt đuôi vẹt đông nè. Khóc quá trời, sợ quá, khóc quá trời. Thôi, con lỡ con hấp liền cái cục đá đó. Bắt cái vụ đó, cái vụ lỡ nó chọc đi. Gặp mọi người nó vụ. Còn với con là Maradona nữa. Rồi kia đi qua kia chụp hình đi. Bên đây đặt xong. Mày cho mày nhảy đi chứ đừng có. Ủa sao bữa trên biển đâu có đứng rồi anh. Lát lát chụp lại chụp bằng sao? Lát lát chụp lại đứa vui. Con làm hả? Mà tiêu ngủ gục hả? Quay lại cái coi, quay lại cười. Cười đi. Nè. Ngồi điều á, chúng ta lại là kia tóc. Bây giờ đứng xa xuống. Cái lại kia tóc chờ. Mà nó
Đó. Gì vậy chị đó? Để coi. Nãy kêu bơi không chịu, giờ mới chịu bơi. Machida ơi. Mama, mama ta. Machida ơi. Machida ơi. Dạ. Hôm nay con đi đâu vậy? Đi tắm biển. Đi tắm biển hả? Vui không? Hả? Quay qua đây, qua đây. Vui không? Con có vui không? Rồi ba anh em của nó bơi xong rồi lên ngồi ăn ship rồi đứng phơi nắng chút xíu rồi. Bà Machida tự nhiên nhõng nhẽo à. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha.